Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 năm mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo đến, giàu như vũ bão. Vâng, xin được mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, đối với tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 năm mạng thì con đường học vấn là mối quan tâm hàng đầu, bên cạnh sức khỏe và gia đình. Tuy nhiên, không vì thế mà trong cuộc sống của người tuổi Ất Dậu không có những khó khăn hay là trắc trở. Xem tử vi cho tuổi Ất Dậu trong năm 2022 Nhâm Dần chính là cách dựa vào hệ thống sao chiếu mệnh, sao hạn và sao chiếu theo năm để dự đoán những khó khăn có thể xảy ra. Cùng với đó, tử vi cho tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 năm mạng trong năm 2022 này còn giúp các bạn biết được nhiều điều kiêng kỵ không nên làm trong năm nay. Nếu muốn giảm bớt những khó khăn, xua đi vận rủi thì sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 trong năm 2022 Nhâm Dần. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi. Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 năm mạng có công mài sắt, có ngày nên kim. Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 năm mạng sống vui vẻ, hạnh phúc. Năm nay tuổi không phạm thái tuế, cho nên trên các phương diện cơ bản đều không gặp trở ngại. Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 năm mạng tổng quan. Tử vi số dự báo tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 trong năm Nhâm Dần 2022 được nhận xét là nửa cát nửa hung. Năm nay tuổi không phạm thái tuế, cho nên trên các phương diện đều không gặp trở ngại. Ất Dậu nam mạng là người thích cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, không muốn cô đơn. Bạn khá tự phụ, rất mong được yêu thương. Ất Dậu nam mạng rất quan tâm đến gia đình, nói chuyện dí dỏm và giải quyết các vấn đề khá nhanh nhạy. Bên cạnh đó, để vận trình năm được hanh thông thuận lợi, những gia chủ tuổi Ất Dậu hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm. Khi mang theo bên mình, sẽ được thái tuế tương trợ, giúp cho vận trình năm được hanh thông thuận lợi. Cát tinh. Tình hình học tập năm 2022 của bạn khá tốt, dù là con trai, nhưng Ất Dậu vẫn gặp nhiều may mắn trong học tập, vẫn chăm chỉ để đạt thành tích tốt. Các chàng trai Ất Dậu có thể hy vọng vào những may mắn trong kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới. Hung tinh. Tử vi năm 2022 dự báo Ất Dậu gặp Thiên Ách và Chu Tước là hai hung tinh gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và đường tình duyên của bạn. Nhân duyên của bạn không được tốt ở trong lứa tuổi này, vì cũng có nhiều vấn đề phát sinh của tuổi mới lớn, cho nên sẽ có nhiều bực tức, tâm lý cũng sẽ vì hung tinh này mà ảnh hưởng. Ngoài ra, các nam mệnh Ất Dậu năm 2022 chú ý đến sức khỏe của mình, đi ra đường nên cẩn thận, đặc biệt hạn chế đi đêm về hôm. Tuổi này bắt đầu muốn thể hiện mình, bia rượu rồi tham gia giao thông sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của bạn. Học tập. Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 nam mạng dự báo tình hình học tập của bạn trong năm Nhâm Dần là không tồi. Nhờ sự xuất hiện của các tinh Long Đức mà khả năng học tập của bạn sẽ tăng lên không tưởng. Chương trình học tập có phần phức tạp và khó khăn, nhưng được sự giúp đỡ của các tinh mà bạn dễ dàng vượt qua, thuận buồm xuôi gió, đạt được kết quả tốt. Sự ảnh hưởng của các tinh Long Đức khiến cho khả năng tự học của bạn tăng lên đáng kể, có thể gây được ấn tượng mạnh với giáo viên và là tiền đề cho kỳ thi đại học trong tương lai. Ất Dậu vốn dĩ thông minh, cho nên sức học của các chàng trai này cũng rất tốt. Tình cảm. Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 nam mạng dự báo, năm nay chúng ta sẽ gặp các tinh tử vi. Nó khiến cho quan hệ với người thân trong gia đình của bạn trở nên tốt hơn, vui vẻ, hòa hợp. Nhờ có tử vi tinh chiếu mạng, tử vi năm 2022 Ất Dậu dự báo mối quan hệ với bạn bè, thầy cô cũng khá tốt, quan hệ ổn định. Tuy nhiên, trong tử vi có Hồng Loan là một ngôi sao về tình duyên. Tuổi Ất Dậu cũng không còn quá nhỏ, nhất là các bạn nam đang trong lúc trưởng thành cũng có thể yêu sớm. Các bậc phụ huynh cũng như thầy cô không nên dùng bạo lực hay áp đặt lên trẻ con. Chúng ta phải học cách làm bạn và chia sẻ. Lứa tuổi này rất dễ kích động, cho nên cần phải có phương pháp giáo dục hợp lý. Ở lứa tuổi này, không nên gặp gỡ người dễ dàng làm cho mình kích động, nếu không sẽ gặp không ít ảnh hưởng liên quan đến tâm lý của bạn. Sức khỏe. Tử vi năm Nhâm Dần 2022 dự báo, sức khỏe của nam mệnh Ất Dậu không được tốt, hung tinh Thiên Ách xuất hiện khiến cho bạn dễ gặp hay là các tai nạn bất ngờ dễ xảy ra.
Lứa tuổi mới lớn này nên được bố mẹ bao bọc và chăm sóc nhiều hơn, nhất là khi chưa đến tuổi thì đừng nên tham gia xe máy, uống bia rượu để thể hiện bản thân, nếu không tai nạn là điều không thể nào tránh khỏi. Bản thân chàng trai tuổi Dậu sinh năm 2005 cũng cần phải ý thức và biết bảo vệ tốt cho chính mình. Hãy tập thói quen ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, rèn luyện thể dục thể thao. Nếu như vậy thì cho dù là hung tinh xuất hiện cũng không thể làm hại được bạn. Tử vi từng tháng tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 nam mạng. Tử vi từng tháng tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 nam mạng được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, người tuổi Dậu 17 tuổi có đường tài lộc trong tháng này rất suôn sẻ. Vào dịp mùng 1 Tết, những người tuổi Dậu sinh năm 2005 có cơ hội gặt hái được mọi niềm vui trong cuộc sống như quà Tết từ bạn bè, người thân hay tiền mừng năm mới do người lớn tuổi tặng. Tóm lại, người tuổi Dậu rất lạc quan về sự phát triển của mình trong tháng này. Về cơ bản thì mọi việc đều có thể đạt được những điều mình mong muốn. Tháng 2, tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 nam mạng dự báo vào tháng 2 âm lịch, vận trình của bạn có thể giảm sút nghiêm trọng hơn trong tháng này. Vì tuổi còn trẻ nên hầu hết các bạn nam tuổi Ất Dậu đều khó lòng mà giữ tiền, hay nói cách khác là bạn sẽ tiêu tiền một cách nhanh chóng và lãng phí tài sản. Trong trường hợp này, cha mẹ nên là người đứng ra dạy bảo con trai của mình biết coi trọng đồng tiền, đừng để vì những thói hư tật xấu không được rèn luyện từ nhỏ mà ảnh hưởng đến cả một con người trong tương lai. Tháng 3, vận trình học tập của những người tuổi Dậu sinh năm 2005 khá tốt trong tháng này. Được sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Long Đức, các bạn nam tuổi Dậu có khả năng học tập vượt trội trong tháng này, cũng đạt được thành tích khá cao. Học lực của bạn cũng tiến bộ rất nhiều, bạn có thể đạt được thành tích xuất sắc tương đối tốt trong kỳ thi tháng này, được thầy cô và bố mẹ khen ngợi. Tháng 4, tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 nam mạng dự báo, vận trình tháng 4 của tuổi này rất lạc quan, nhất là sự phát triển của các mối quan hệ giữa các cá nhân trong tháng này. Nam mệnh Ất Dậu gặp hạn thanh minh, những người tuổi Dậu dễ rơi vào trạng thái sa sút, bị tiêu cực trong tháng này, đặc biệt là về mặt tình cảm. Bạn dễ bị tác động bởi nhiều năng lượng tiêu cực khiến cho việc học hành không được tốt cho lắm. Mối quan hệ giữa các cá nhân của bạn cũng không được tốt, cho nên bạn bè xa lánh, chàng trai tuổi Dậu lúc này cần phải có một người bạn ở bên để lo lắng và chia sẻ. Chúng ta cũng cần phải học cách vượt qua những vấp ngã đầu tiên trên đường đời bạn nhé. Tháng 5, tử vi nam mệnh Ất Dậu trong tháng 5 âm lịch năm 2022 có sức khỏe không như ý, tuổi Dậu gặp tiết thanh minh, dễ bị ốm đau hoặc thể chất khó chịu, đặc biệt là các bệnh về đường tiêu hóa hoặc là bệnh về họng. Bạn nên hạn chế ăn uống các thức ăn sống và lạnh trong tháng này, đặc biệt cũng không nên uống các đồ uống có cồn. Con trai thường muốn thể hiện mình bằng những loại đồ uống như vậy, nhưng với một cậu bé mới 17 tuổi thì đây sẽ là một điều đáng ngại. Tháng 6, tài lộc trong gia đình của người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 ở mức trung bình trong tháng này. Vì tuổi Dậu đang ở tuổi thành niên, cho nên các mối quan hệ gia đình sẽ có chút nổi loạn, khoảng cách giữa các thế hệ sẽ rõ hơn trong tháng 6 này. Tháng 7, tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 nam mạng dự báo, đây là thời điểm các mối quan hệ của bạn sẽ không tốt, sự xuất hiện của Chu Tước khiến cho bạn sẽ bị ảnh hưởng và dễ dàng xúc động. Lứa tuổi 17 tâm lý không ổn định cũng khiến cho các bạn nam Ất Dậu xảy ra vấn đề với bạn bè. Thời điểm này hy vọng các bạn tuổi Dậu sẽ kiềm chế được bản thân mình và khống chế chuyện tình cảm, đừng quá kiêu ngạo. Tháng 8, tử vi học dự báo nam sinh tuổi Dậu 17 tuổi có chút sa sút về đường học hành trong tháng này. Vào tháng 8, bị ảnh hưởng bởi thời tiết oi bức cho nên bạn không mấy hứng thú với việc học tập, thường tỏ ra vô tình hoặc là thiếu tập trung. Đồng thời, bạn cũng rất chán học, tháng này không muốn học mà lại ham chơi. Vì vậy, vận may học hành sẽ sa sút, học lực của bạn cũng theo đó mà đi xuống. Tháng 9, tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 nam mạng dự báo, vận trình của bạn khá tốt trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi thời tiết, khí bạch lộ, có các tinh chiếu mạng cho nên trên các phương diện đều tốt. Bên cạnh đó, bạn cũng không gặp hung tinh ảnh hưởng, chính vì vậy mà cuộc sống của tháng này tương đối ổn định. Tháng 10, tình cảm của chàng trai Ất Dậu tương đối tốt trong tháng này, sự xuất hiện của các tinh tử vi, các mối quan hệ của bạn trở nên bền chặt hơn, tình cảm với bạn bè cũng rất tốt, bạn cũng có nhiều người bạn thân thiết và sẵn sàng cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Chuyện tình yêu của bạn, nam tuổi Ất Dậu cũng chuyển sang một trang mới, có nhiều hy vọng hơn, sự chín chắn trưởng thành sẽ lớn dần theo tháng 5 và chúng ta sẽ gặp gỡ được nhiều mối quan hệ tốt hơn, phù hợp hơn.
tháng 11, năm sinh tuổi Dậu 17 tuổi, có tinh thần khá tốt trong tháng này. Vận trình tổng thể của bạn tương đối lạc quan, làm việc gì cũng rất có động lực, dù làm gì cũng tràn đầy đam mê, nhiệt huyết, nên được năng lượng tích cực giúp đỡ, che chở cho đường học hành. Cho thấy về mọi mặt tương đối suôn sẻ và may mắn. Tháng 12, tháng này bạn có thể sẽ phải lo lắng về kỳ thi cuối kỳ, đặc biệt là một số bạn có điểm số không được lý tưởng. Bạn cần phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện kết quả học tập của mình. Hãy kiên nhẫn và chăm chỉ học tập. Nếu gặp vấn đề không hiểu, bạn có thể chủ động hỏi bạn học của mình hoặc là giáo viên. Và quan trọng là đừng đánh mất niềm tin vào bản thân bạn nhé. Chúng ta sẽ làm được mà thôi. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi chi tiết cho tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 nhâm dần. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để thay đổi vận mệnh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.